ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-xu và nói với người: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giê-xu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy hay như người khác đã nói với Ngài về tôi? Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: Phần ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Bấy giờ, ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-xu đi và đánh đòn người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do Thái: Đây, ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Vậy Đức Giê-xu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: Đây là người. Khi vừa thấy Đức Giê-xu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: Đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô bảo họ: Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Vì phần ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy. Thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay được gọi là bài thương khó vì tường thuật từ đầu đến cuối cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Vì rất dài nên cũng có nhiều điều quan trọng cần chia sẻ. Tuy nhiên thời gian có hạn nên chị xin dừng lại một vấn đề. Đó là thái độ của giới lãnh đạo Do Thái và thái độ của Phi-la-tô đứng trước con người Đức Giê-xu. Trước tiên chúng ta hãy chú ý đến thái độ của giới lãnh đạo Do Thái, nghĩa là các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Những người này sai binh lính và thuộc hạ đi bắt Đức Giê-xu và giải đến dinh thượng tế. Sau khi đã kết án Ngài về mặt tôn giáo, họ cho giải Ngài qua dinh Phi-la-tô để đòi sự tự Ngài theo luật Roma. Họ là những người quyết liệt muốn giết Đức Giê-xu vì cho rằng Ngài phàm thường, dám tự xưng là con Thiên Chúa và cho mình ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng thực ra, như lời Đức Giê-xu đã từng nói thẳng với họ, họ là những người không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ chỉ mượn danh nghĩa tôn thờ Thiên Chúa để phục vụ cho quyền lực và lợi ích của bản thân. Đức Giê-xu đã chứng minh Ngài là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến bằng cách nài đến chứng cớ của Gioan Tẩy Giả. Những lời Kinh Thánh tiên báo về Ngài, nhất là những việc Ngài làm nhân danh Chúa Cha, tức là vô số dấu lạ, thậm chí là cho người chết sống lại. Vậy mà giới lãnh đạo Do Thái vẫn không chấp nhận. Họ lại còn muốn giết cả Lazaro, là người được Đức Giê-xu cho sống lại, để bịt miệng thủ tiêu nhân chứng. Điều đó cho thấy họ là những người độc ác và dối trá, nên họ quyết liệt muốn giết Đức Giê-xu để trả thù vì Ngài thường tố cáo thói giả hình và bất công của họ. Bây giờ chúng ta hãy chú ý đến thái độ của quan tổng trấn Phi-la-tô. Đầu tiên, ông không muốn xử vụ án Đức Giê-xu vì ông biết vụ này liên quan đến vấn đề tôn giáo chứ không phải vấn đề chính trị. Tuy nhiên người Do Thái cứ buộc ông phải xử vì họ muốn giết Đức Giê-xu theo cách thức của người La Mã cho thỏa lòng độc ác của họ. Nhưng Phi-la-tô ba lần tuyên bố: ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Trong các câu chương 18
38B, chương 19, câu 4 và câu 6B. Và khi ông tìm cách tha ngài, thì người Do Thái ghép ngài vào tội chính trị. Họ nói, nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Caesar. Đến lúc này thì Phi-la-tô hoảng sợ thật sự, vì ông có nguy cơ mất chức vì vụ này. Ông chính thức xử lý vụ kiện, truyền dẫn ra ngoài, đặt ngài lên tòa. Khi xử ngài, ông chỉ vào ngài và nói với người Do Thái, đây là vua các người. Đây chính là lý do để ông kết án ngài là phản loạn. Thế nhưng dân Do Thái lại đòi đóng đinh ngài vào thập giá. Điều đó phủ nhận vai trò làm vua của Đức Giê-xu theo như họ vu cáo, và làm cho sự tố cáo của họ trở thành dối trá. Vì thế Phi-la-tô hỏi lại, chẳng lẽ ta đóng đinh vua các người sao? Đến lúc này các thượng tế mới tuyên bố một điều dối trá: chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar. Như thế là để đạt mục đích giết Đức Giê-xu theo cách thức của người Roma là đóng đinh ngài trên thập giá, giới lãnh đạo Do Thái đã gán cho ngài một tội danh chính trị, đó là tự xưng là vua. Trong lúc người Do Thái đang bị người Roma đô hộ, giới lãnh đạo Do Thái bị hạn chế quyền lực và quyền lợi rất nhiều, chỉ mong được độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của người Roma. Thế mà để giết Đức Giê-xu, họ không ngại thốt lên một cách công khai những điều dối trá: chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar. Có nghĩa là họ công nhận tính chính danh của sự đô hộ của người Roma. Đến đây cuộc xử án kết thúc. Phi-la-tô chịu thua người Do Thái vì ông không dối trá và độc ác bằng họ. Những con người đúng theo chức danh của mình phải bảo vệ đất nước, phải gìn giữ sự tinh tuyền của tôn giáo, nhưng vì ghen tương hận thù đã tôn vinh ngoài bang, đã giết hại người công chính bằng sự dối trá và bất công. Phần Đức Giê-xu thì sao? Đối với Phi-la-tô, Đức Giê-xu cảm thông với hoàn cảnh của ông, nên ngài nói với ông khi ông ta hỏi ngài, khi ông ta nói là có quyền và cũng có quyền tha cũng như đóng đinh ngài trên thập giá. Ngài nói với Phi-la-tô rằng, ông không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho ông. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì mắc tội nặng hơn. Đức Giê-xu không nói Phi-la-tô vô tội, nhưng so với giới lãnh đạo Do Thái là những người nộp ngài cho Phi-la-tô và quyết liệt đòi Phi-la-tô phải giết ngài, thì tội của Phi-la-tô nhẹ hơn. Mặc dù chính Phi-la-tô là quan tòa, là người tuyên án tử hình cho ngài, khi ông thấy ngài vô tội. Còn đối với giới lãnh đạo Do Thái thì Đức Giê-xu biết rõ lòng dạ đen tối, dối trá và độc ác của họ. Thế nhưng ngài không thù hận và cũng không tố cáo công khai tâm địa xấu xa của họ. Ngược lại, ngài tôn trọng tự do của họ. Ngài chịu bản án bất công họ gán cho ngài. Ngài vẫn yêu thương họ và cầu nguyện cùng Chúa Cha cho họ khi ngài bị treo trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết. Đức Giê-xu đã từng dạy các môn đệ của mình, anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Bây giờ ngài thực hiện, ngài sống điều ngài đã dạy họ để làm gương cho họ. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì bài học yêu thương, tha thứ và bao dung của Chúa. Hãy đề phòng tính ganh tương vì nó có thể lấn át lý trí chúng ta, ngăn cản chúng ta nhìn nhận sự thật và thúc đẩy chúng ta làm điều bất công, dối trá và ác độc. Hơn nữa, nó còn ngăn cản chúng ta ăn năn sám hối, trở về với chân lý và tình thương, mà hậu quả là đánh mất sự sống đời đời. Chúng ta cũng đề phòng thái độ của Phi-la-tô vì quyền lợi cá nhân mà tuyên án bất công cho Chúa Giê-xu. Trong xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay, thái độ này rất phổ biến.
vì người ta đề cao lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình và phe nhóm, và vì nó người ta có thể làm tất cả mọi sự xấu xa bất chấp lợi ích chính đáng của người khác, thậm chí là coi thường sinh mạng của người khác và cả sự an nguy của dân tộc. Ngay cả một số vị mục tử trong giáo hội cũng vì sợ quyền lời bản thân bị ảnh hưởng mà làm ngơ trước những bất công, bạo lực và hiểm nguy đang đe dọa và đang đè nặng trên dân chúng, trong đó có rất nhiều con chiên của các ngài. Ước gì gương của Chúa Giêsu vì mục tử nhân lành hiến mạng sống cho đoàn chiên tác động trên tất cả các mục tử trong giáo hội, thúc đẩy các ngài dấn thân liều mình cho đoàn chiên được sống. Ước gì gương yêu thương tha thứ của Chúa Giêsu thúc đẩy người Kitô hữu biết yêu thương tha thứ cho nhau, để đời sống đức tin của chúng ta trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa và làm chứng chúng ta là môn đệ của Ngài.